tái ngộ trên màn ảnh nhỏ, Triệu Vy khóc không ra nước mắt vì bị Huỳnh Hiểu Minh xỉ tả. Đây là lần đầu tiên cặp bạn thân đi hợp tác trong một chương trình truyền hình thực tế. Ban đầu khi biết thông tin mình sẽ trở thành cộng sự của Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh mừng đến mức lắp bắp, mình cứ nhìn thấy cậu liền cảm thấy căng thẳng. Thậm chí anh chàng còn thề thốt, mình không dám sai bảo cậu đâu, thôi thì cậu quản lý mình đi. Chẳng ai ngờ được mới đến Thái Lan, mọi lời hứa của Huỳnh Hiểu Minh lại bị gió thổi bay. Suốt đường đi, anh chàng trêu chọc Triệu Vy không ngừng, khiến cô bạn thân dở khóc dở cười. Khi nhìn thấy Triệu Vy đứng cạnh Châu Đông Vũ gầy gò, anh chàng liền trêu chọc: cậu bự con như vậy, coi chừng đè bẹp Châu Đông Vũ. Hay khi ở nhà hàng, anh chàng vừa chủ động viết từng chữ lên mọi cái áo, khép lại thành nội dung: ăn ngon không béo. Sau đó liền đề nghị Triệu Vy: cậu mặc cái áo có chữ béo kia được không? Khả năng lật mặt nhanh hơn lật sách của Huỳnh Hiểu Minh khiến Triệu Vy dở khóc dở cười. Cô chỉ có thể đáp trả ông bố bỉm sữa bằng những cái liếc mắt khinh thường. Trong hành lý sang Thái Lan của mình, anh chàng còn cẩn thận mang theo vật báo phù hộ việc làm ăn là tấm poster Hoàng Châu Cách Cách. Anh chàng nhấn mạnh ở Thái Lan, bộ phim rất nổi tiếng, trên poster chắc chắn khách sẽ đến nầm rập. Chịu không nổi sự quá khích của cậu bạn thân, Triệu Vy đã phải nổi khùng: mình đến đây để làm trò cười cho mọi người à. Không chỉ thế, Triệu Vy còn thể hiện bản lĩnh chi đại, quay sang uy hiếp Châu Đông Vũ: em mà dám dán cái này lên, chị quăng em xuống biển liền đó. Trong show truyền hình mới đây, Triệu Vy sẽ đảm nhận công việc bà chủ nhà hàng, Huỳnh Hiểu Minh lo việc lôi kéo khách hàng, Châu Đông Vũ là cô gái bồi bàn, Trương Lượng làm đầu bếp và cô nàng cận môn giai phải đối đầu với đám chén bát. Dù chỉ mới lên sóng tập đầu tiên, nhưng rating của nhà hàng Trung Hoa của Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh đã đứng đầu bảng xếp hạng của các show truyền hình chiếu cùng giờ với thành tích lên đến 1,6%. Rating của nhà hàng Trung Hoa cao gấp đôi chương trình đứng thứ hai và bỏ xa các tiết mục khác.